Dạ. Cái ngón áp út nè, ngón út là ngón út, ngón áp út đúng không? Đúc vô cái lỗ mà nó có cái vòng này, này cái móc này ha. Đây này. Ngón cái này thấy không? Nhấp một cái. Nhấp một cái. Nhấp một cái. Được không? Nhấp cái rút ra, nhấp cái rút ra. Nè, nhấp cái rút ra, nhấp cái rút ra. Được chưa? Còn cách thứ hai là cầm như vậy. Thu kéo lại. Cắt. Thu kéo lại. Cắt. Em muốn cầm cách nào? Con trai là phải cầm như vậy. Được chưa? Con trai là phải cầm như vậy, không buồn. Nè. Cái ngón này búng cái lưỡi kéo xuống, cái ngón út này thả ra để dòng kéo này đi qua. Dạ, nè. Đúng không? Thì khi mình quay lên cái lực cái cổ tay mình nè, quay lên, căng. Quay lên, căng. Chứ đừng ngóc thác ra như vậy, thác ra như đằng phải. Dạ, căng. Đúng không? Khi mà em quay xuống á, là cái này phải đỡ cái này, đỡ kéo lại không thôi, nếu không đỡ rớt xuống vậy sao đúng không? Cái này phải đỡ kéo lại đây. Được chưa? Thì cái này nó sẽ quay qua đây. Đó, vậy đó, đó. Nghe nè, nè. Quay lên nè. Quay lên nè. Đúng không? Đó. Em phải cầm được cái kéo thầy mới cho em cắt tóc. Còn nếu cắt thì đưa ra ai cắt đứt, nứt cắt đứt mà cắt không ra kiểu, cắt không được. Uổng phí cái đầu. Dạ, nên phải cầm cái kéo cắt tóc lại. Giờ ngồi tập vậy đi. Dạ. Nè, quay xuống nè, chậm nè, đúng không? Đúng không? Mấy con này cầm bé. Mấy con này cầm được đúng không? Chạy cái tóc bắt qua đúng không? Chạy tóc bắt qua đúng không? Quay lên căng. Chạy cái tóc bắt qua rồi lên căng. Chạy cái tóc bắt qua rồi căng. Đúng không? Dễ mà.